Rồi hello anh em ha. Tiếp theo là một em giáp này, hiện tại là 2,650 nha anh em. 7 tháng thôi à. Con này anh em nuôi mát chạng khoảng tầm gần đâu đó 3 kg nha. Tơ nhất là anh em ơi, mấy con này thì phải già mới chơi được nha. Này về 4 tháng, hơn 4 tháng nó mới chơi được. Con này tay nó còn mỏng lắm. Con này lườn nó hơi cong nhẹ nha anh em, hơi lơi một chút xíu thôi. Nhưng mà cũng phải báo cho anh em biết. Con này thì em để giá mềm. Con này em để giá 1,8 triệu. Nó hơi cong nhẹ nha, nhưng mà tay nó cũng còn xương quá. Thì em để giá mềm cho anh em về nuôi ha. Nuôi lại. Cỡ này thì anh em nhốt lại vô mồi này nọ vô là nó dày lên liền. Con này lông hình nó phụ phê ha. Đó. Đuôi em vẫn còn để y nguyên nha. Tại gà tơ mà, để cho anh em mang về anh em nuôi lên anh em tỉa tót theo cái ý của anh em ha. Đuôi cả bó luôn nha. Má rơi. Đóng cái mồng cũng tương đối là tốt nha. Tầm 4-5 tháng rồi mới chơi được nha anh em. Con này nhát dữ lắm, nhát. Con này mới bắt dưới vườn về. Đóng cái mồng rất là đẹp nha. Mồng cao đứng mập. Hầu cũng tương đối là, sau này sẽ là hầu bò đó. Con này lông còn chưa khô nha anh em, lông còn ướt lắm. Về nuôi lại. 2,650 kg mắt chẳng 3 kg nha. Hai comment thì alo em 1,8 triệu.